Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Đồ gỗ Hiền Lành đang phát trực tiếp tại cơ sở 3 của Đồ gỗ Hiền Lành. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2020. Thì cơ sở Đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Bộ bàn ghế này đang được đánh giá là mẫu mới nhất hiện nay. Tại sao là chúng tôi lại nói là mẫu mới nhất hiện nay? Là vì chúng tôi liên tục cải mẫu, ra mẫu. Vì gần đây có rất nhiều các cơ sở đã nhái hàng của chúng tôi, nên chúng tôi sẽ cải mẫu liên tục, thì các cơ sở không bắt theo kịp được. Bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá này, bộ gồm có 6 món, cột 12, một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn to, một đôn và một bàn trà. Như quý vị đang chiêm ngưỡng, đây là chiếc ghế dài của bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng. Chúng tôi chạm phúc lộc thọ và mặt bàn thì chúng tôi chạm là chống đồng đông sơn. Và về thông số kỹ thuật và kích thước thì tôi cũng báo luôn là chiếc bàn này chúng tôi làm kích thước rộng 70, dài 1m40, bàn hộp ngăn kéo và mặt bàn đục chống đồng đông sơn. Chống đồng này tái tái hiện lại nét cổ của các cụ ngày xưa. Chống đồng. Và chiếc ghế đơn thì chúng tôi chạm là phú quý xen kẽ là tứ quý. Thì lát chúng tôi sẽ quay sau, chúng tôi sẽ quay chiếc ghế dài trước. Và đây là những người thợ của chúng tôi đang dùng những cỗ máy quật có gắn giấy ráp để làm nhẫn, và sau đó chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện để bàn giao cho quý khách ở Hà Nội. Vâng, quý vị đang xem, đây là chiếc ghế dài chúng tôi chạm ba vách là phúc lộc thọ, vách dày 2 phân và khuôn tranh dày 4 phân. Chiếc ghế đơn thì chúng tôi chạm tứ quý và xen kẽ ở giữa những bức tranh tứ quý là chúng tôi chạm hai chữ phú và chữ quý, mang sự tài lộc phúc lộc thọ đến với gia chủ. Đây cũng là đơn đặt hàng của anh Hoàng ở Ba Vì, anh đã đặt chúng tôi rất lâu rồi. Thì hôm nay xong mộc thì chúng tôi sẽ đi vào quy trình hoàn thiện để bàn giao vào đúng phòng khách của anh. Bộ này gồm có 6 món. Thì bên cạnh những bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá này, chúng tôi đang có những bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương vân, trọn vân và những bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ mun đôi công hay còn gọi là mun nhập khẩu từ Nam Phi. Vân vèo cũng rất là đẹp. Thì quý vị có thể vào trang chủ Đồ gỗ Hiền Lành để xem thêm những mẫu bàn ghế phòng khách như Minh Quốc Nghê, Âu Á Hộp hay là Nghê Bảo Đỉnh. Chúng tôi còn rất nhiều tại xưởng. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy liên hệ theo hai số thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Và đặc biệt là quý vị ở xa mà không về được thì quý vị có thể xem qua YouTube hoặc quý vị có thể ghé qua fanpage Facebook Đồ gỗ Hiền Lành. Quý vị có thể lấy được hình ảnh sắc nét nhất về bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng chạm phúc lộc thọ như này. Vâng, chúng tôi phải đang hoạt động hết công suất cả buổi tối lẫn ban ngày để bàn giao đúng tiến độ cho quý khách đã đặt hàng. Thì trong thời gian gần đây chúng tôi cũng trùng tu rất nhiều đồ thờ, đình chùa, miếu mạo nên là chúng tôi phải có một đội ngũ thợ rất là đông và hoàn thiện và hoạt động hết công suất thì mới kịp. Cảm ơn tất cả 8.000 anh em đang theo dõi và bạn bè gần xa đang theo dõi ủng hộ kênh Đồ gỗ Hiền Lành trên YouTube cũng như là fanpage Facebook Đồ gỗ Hiền Lành. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Chúng tôi kiêm cả đồ gỗ và cả đồ đá. Như các bạn đã biết là chúng tôi gần đây chúng tôi cũng làm rất nhiều những báu vật đại dương như vỏ sò, tai tượng khổng lồ. Quý vị có thể theo dõi sang bên đồ đá nữa. Quý vị cứ tìm kiếm ở trên YouTube vỏ sò, tai tượng khổng lồ, đồ gỗ Hiền Lành. Quý vị có thể chiêm ngưỡng được. Vì chúng tôi là những nghệ nhân của làng nghề gốc nghề Nam Định nên không gì là chúng tôi không thể làm được.
Chúng tôi là nghệ nhân cả về đồ gỗ và cả về đồ đá, cũng đã được nhà nước phong tặng bằng nghệ nhân. Nên là chúng tôi liên tục ra mẫu, cải mẫu để cho quý vị có thể sở hữu những bộ bàn ghế mới nhất, hot nhất năm 2020. Trên màn hình các bạn đang xem đây là hai chiếc ghế đơn chạm phú quý. Và đây là chiếc ghế dài thì chúng tôi chạm phúc lộc thọ. Ghế dài chúng tôi làm dài 2m55, cao 1m20 và sâu là 65. Khung tranh chúng tôi làm dày 4 phân và ván chúng tôi làm dày 2 phân. Đây quý vị có thể chiêm ngưỡng là ba vách chạm phúc lộc tọa và xen kẽ là chúng tôi đục tứ quý. Đây đang được đánh giá là bộ bàn ghế mẫu mới nhất hiện nay. Và chiếc bàn thì chúng tôi chạm chống đồng Đông Sơn. Quý vị ưng bộ sản phẩm này, quý vị có thể liên hệ theo số 0986 883349 thì chúng tôi sẽ báo giá cụ thể cho quý vị. Vì mỗi một khách hàng ở một địa điểm khác nhau, khi chúng tôi báo giá là chúng tôi sẽ báo giá hoàn thiện. Và chiếc ghế đơn này chúng tôi làm dài là 1m15, cao 1m20, sâu 65. Chiếc ghế này chúng tôi chạm chữ phú đây. Và chiếc ghế bên kia thì chúng tôi sẽ chạm chữ quý. Và nếu hai chiếc ghế để gần nhau là phú quý. Còn chiếc ghế dài là phúc lộc thọ. Quý vị nào thích hàng vân, chọn vân thì quý vị có thể yêu cầu đặt mà toàn bộ vách thì chúng tôi sẽ để trơn thì nó sẽ khoe vân. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Ba Vì. Anh ấy yêu cầu là chạm vách tứ quý và xen kẽ phúc lộc thọ. Quý vị có thể về trực tiếp tại cơ sở để xem hàng mộc. Và chúng tôi cũng lưu ý rằng luôn là quý vị không nên mua hàng hoàn thiện có sẵn. Quyền lợi của quý khách là được xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Vâng, quý vị hãy nhấn vào nút chuông thông báo đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Cảm ơn tất cả 8.000 anh em đang theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm những mẫu mã mới cho quý vị tham khảo. Hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.